Nhưng một ngày cả phòng đông đủ thì vô bếp kiếm gì ăn, nấu cơm vui cửa vui nhà. Lục tủ lạnh thì kiếm được cái lẩu hải sản của Mama Food bữa mua bắp hóa xanh để dành nè. Đầu tiên là phải rã đâu mà cái chứ. Nói cái tủ lạnh của tôi y như cái tủ lạnh thường kỳ á, cái gì cũng có hết trơn á. Nấm kim châm, nấm nụ gà mini, cải thảo cải ngọt. Lục tủ có thấy gói bún gạo với món biến, đem ra trụng ăn cho đủ vị luôn nha. Bây giờ thì mừng qua cái bịch lẩu này nha. Cái gì bên trong nó cũng có luôn á. Nào là cua, nào là chả cá các kiểu. Thêm nữa là có gói nước lẩu cô đặt đổ ra tô cho dễ nấu. Theo cái kinh nghiệm của tôi là trong cái nước lẩu có sẵn này nó đã mặn rồi nên là không cần đổ thêm gia vị gì đâu. Tôi sẽ cho thêm một chút sa tế nhà có sẵn vô cho màu nó đẹp hơn. Đổi nước sôi là bỏ hết tất cả topping có sẵn vô. Nhìn cái nước lẩu sôi mà lòng tôi nó rạo rụt bụt réo ụt ụt luôn á. Sau đó rồi trụng thêm miếng rau miếng bún ăn cho nó đủ vị. Ngồi ăn lẩu mà ngày chủ nhật ngắm trời đẹp thế này thì còn gì bằng đúng không nào? Lâu rồi mới được ăn lẩu gấp lấy gấp để, đã dễ sợ luôn. Đâu cần phải đi ăn lẩu đâu xa xôi, chỉ cần mua ngay bịch lẩu hải sản Mama Food ở Bắc Sơn về rồi dành ra 15 phút nấu này nấu kia là xong, ăn ngay một bữa thịnh soạn rồi. Nó phê mà chữ ê nó kéo dài luôn đó nha. À mà quên, cái bịch lẩu hải sản 30 phút này chỉ bán độc quyền từ Bách Hóa Xanh thôi, nên cứ ra Bách Hóa Xanh là mua được liền nha. Các bạn thích video thì nhấn like và subscribe kênh YouTube mình nha. Tạm biệt.